nay, Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được lộc trời ban, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, làm ăn đắc thắng, tiền bạc ùa về, trăm tỷ cầm tay, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tuần vàng hốt bạc tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, thần tài báo mộng, chớp được vận may, làm ăn trúng lớn, trúng số độc đắc, đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, cuộc sống hành ngày dư giả tiền tiêu. Quý vị thân mến, cuộc sống này luôn công bằng, không cho không ai điều gì và cũng không vô tình lấy đi của ai bất cứ điều gì mà không có sự bù đắp trả giá. Cuộc sống có những chuyện phải trải qua mới trưởng thành, có những nỗi đau phải trải qua mới có thể hiểu thấu. Chúng ta đều chỉ sống một khoảng thời gian trên đời, đủ để học hành làm việc vất vả và lập gia đình, sinh con đẻ cái nuôi chúng lớn khôn, rồi từ giã cõi đời và rồi sớm muộn cũng không còn ai nhớ đến chúng ta nữa. Nếu đó là cuộc sống giàu sang, người người ngưỡng vọng thì không nói, đằng này ta phải đối mặt với bao lo toan vất vả, phải chịu nhiệt đủ đường, bị cái nghèo đeo bám mãi không thoát ra được. Tuy nhiên, dựa vào sự dịch chuyển của các dòng sao cung mệnh, các thầy tử vi học đã luận giải cho biết, con giáp tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, mang cung mệnh kim quý, hậu vận thịnh vượng, dù hiện tại có khó khăn bi cực đến đâu cũng không cần biết. Nhưng chỉ cần bước vào tháng 8 âm lịch trở đi, chắc chắn gặp thời chuyển mệnh, làm ăn tấn tới, một bước đổi vận lên làm đại gia. Tay ôm bạc tỷ, tiền ùng ùng kéo về đầy nước két, sung sướng không ai sánh bằng, hiển dinh ba họ, giàu có nhất dùng. Vậy vận số của người tuổi này sẽ ra sao? Trong tháng 8 âm lịch này, mệnh chủ cần làm gì để đón tài lộc vào nhà? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Đầu tiên, xét về cung mệnh tính cách cuộc đời tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Người sinh năm 1969, tuổi Kỷ Dậu, mang mệnh thổ, đại trạch thổ, đất nền nhà. Người Kỷ Dậu khá mạnh dạn, họ kiên định với suy nghĩ của mình, tự lập và không dựa dẫm vào người khác là cuộc sống mà tuổi này hướng tới. Họ là người đam mê công việc, làm việc có tổ chức, tính hình khắc khe và để ý từng chi tiết nhỏ. Gia đình rất quan trọng với người tuổi Kỷ Dậu, vì vậy họ luôn muốn cố gắng để mang lại cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc nhất cho người thân của mình. Kỷ Dậu có tài hùng biện, họ có thể dùng lời lẽ của mình để lấn át được miệng lưỡi của đối thủ. Họ là những người rất trung thực và thường không quan tâm quá nhiều tới cách lựa chọn câu chữ, do đó mà nhiều lời ăn tiếng nói khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu. Một đặc trưng trong tính cách của những người tuổi này đó chính là rất nghiêm khắc trong việc xử lý lỗi lầm. Sự lạnh lùng cộng với bản tính có chút hung hăng chính là trở ngại lớn trong tình yêu của người tuổi Kỷ Dậu đấy. Nam mạng tuổi Kỷ Dậu có cuộc đời sung sướng từ thuở nhỏ, lớn lên muốn một mình tự lập, hay hoang phí và có tính tiến thủ. Tuổi Kỷ Dậu làm ra được nhiều tiền bạc nhưng hoang phí phải chịu cảnh túng quẫn, tiền bạc vô bất ngờ, nhưng ra chẳng bao lâu, cuộc sống không được tốt đẹp cho lắm. Nên cần mẫn thì là một việc tốt, không nên quá tự cao mà phải mang cảnh nghèo mãi, số hậu vận mới được sung sướng an nhàn. Công danh có khi lên cao, có khi cũng xuống thấp. Về gia đạo không được ôn hòa, tình ruột thịt không mấy mặn mà và thắm thiết. Về đường công danh chỉ vào ở mức độ bình thường không được dư giả và điều tốt trong cuộc sống. Về sự nghiệp có nhiều điều tốt, nếu biết tạo lấy điều kiện cho cuộc sống thì hoàn toàn được nhiều may mắn trong cuộc sống. Tiền tài không được đầy đủ và dồi dào,
Nếu đừng quá phung phí thì có thể hưởng được đầy đủ về vấn đề này. Cuộc sống, tuổi Kỷ Dậu cuộc đời sung sướng từ thuở nhỏ, lớn lên muốn một mình tự lập, hay hoang phí và có tánh hay cầu cao. Tuổi Kỷ Dậu làm ra được nhiều tiền bạc nhưng hoang phí phải chịu cảnh túng quẫn, tiền bạc vô bất ngờ, nhưng ra chẳng bao lâu. Tình duyên, tuổi Kỷ Dậu có số thay đổi nhiều về vấn đề tình duyên, cho đến tuổi 40 trở đi thì có thể sống được hạnh phúc. Theo khoa chiêm tinh và toán số, tuổi Kỷ Dậu về vấn đề tình duyên phải có sự thay đổi và diễn tiến như dưới đây. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì trong cuộc đời bạn có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sanh vào những tháng 5, 7 và 11 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên. Đó là bạn sanh vào những tháng 1, 3, 4, 8 và 12 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn hoàn toàn được hưởng lấy hạnh phúc. Đó là bạn sanh vào những tháng 2, 9 và 10 âm lịch. Gia đạo, công danh có khi lên cao, có khi cũng xuống thấp. Về gia đạo không được ôn hòa, tình ruột thịt không mấy mặn mà và thắm thiết. Tuổi hợp cho làm ăn, trong sự nghiệp làm ăn hùng hạp hay phát triển về nghề nghiệp. Nên chọn những tuổi này mà làm ăn thì có nhiều triển vọng tốt đẹp về tiền bạc cũng như về tất cả mọi việc trong cuộc đời. Đó là những tuổi Kỷ Dậu đồng tuổi, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh Mão. Những tuổi này là những tuổi rất hợp với tuổi Kỷ Dậu. Từ thời nhỏ, người tuổi Kỷ Dậu đã có rất nhiều ước mơ lớn lao. Họ sống có lý tưởng cao đẹp nên họ thường được nhiều người yêu mến giúp đỡ, tạo cơ hội để phát triển sự nghiệp. Họ là những người thiên về thực tế có logic, rõ ràng họ không ủy mị hay dễ xúc động, bởi thế thích hợp với những ngành nghề nghiên cứu. Thống kê, họ là những người rất giỏi và tài năng trong những công việc như là kế toán, quản lý tiền bạc và tài chính. Họ là những người có khả năng tổ chức cao. Người tuổi Dậu giàu có, thể lực tốt, sức khỏe dẻo dai, ưa thích các hoạt động thể thao. Nếu trở thành vận động viên cũng rất phù hợp, khả năng thuyết phục tốt, tài tạo lập mối quan hệ. Người cầm tinh con gà hoàn toàn có thể đảm đương công việc ngoại giao. Đó là lĩnh vực mà họ nên thử sức nếu muốn trở nên nổi tiếng và có cơ hội làm giàu. Dù họ có đi theo con đường nào thì cơ hội thành công và giàu có cũng cao, bởi họ có tài, có tâm lại kiên cường vươn lên, không biết mệt mỏi. Quan trọng hơn là nắm bắt trong mình lộc cách tuổi Kỷ Dậu phù hợp với các lĩnh vực an ninh, quân đội. Đặc biệt, những tài năng, năng lực của họ được bộc lộ rõ ràng và sẽ nhanh chóng được thăng chức. Nên nếu được lựa chọn nghề phù hợp nhất với họ thì nên đi theo con đường ấy, học tập những lĩnh vực trong ngành thẩm mỹ, giải trí. Các ngành này sẽ giúp họ tiến sâu hơn, thể hiện được năng lực của mình trước nhiều người và mang tới nhiều nguồn kinh tế phù hợp. Bạn cũng nên thử sức và có cơ hội làm giàu nhanh chóng. Tận tụy tích lũy kinh nghiệm và chăm chỉ làm việc là hai đặc điểm của người tuổi Kỷ Dậu, giúp họ nhanh chóng thành công trong sự nghiệp. Họ cũng có xu hướng đặt sự nghiệp là mục tiêu hàng đầu trong cuộc đời. Có thể nói, cuộc đời của tuổi Kỷ Dậu gặp khá nhiều khó khăn, trắc trở, chờ vào những thời điểm quyết định. Nếu xử lý công việc không tốt, họ sẽ gặp phải nhiều khó khăn, thất bại trên con đường sự nghiệp. Với óc sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng, biết định hướng cho tương lai, thái độ làm việc nhiệt tình, chu đáo, người này luôn đi trước người khác một bước trong mọi việc. Cũng chính vì những ưu điểm đó mà tuy có tài nghệ về nghệ thuật âm nhạc, văn học nhưng rất ít người tuổi Kỷ Dậu hứng thú khi theo đuổi những ngành nghề này. Mặc dù bạn cả đời vất vả nhưng kết quả lại không tầm thường. Về phương diện vận tải, với tính cách đặc hữu của người tuổi Kỷ Dậu sẽ giúp bạn biến hy vọng nhỏ trở thành rất lớn, và với lý tưởng cao cả ấy, cả đời bạn sẽ có tài vận rất tốt. Mỗi khi bạn cảm thấy túi tiền cạn dần là tự nhiên sẽ có con đường thu nhập khác giúp bạn giải quyết được mọi vấn đề. Người tuổi Kỷ Dậu không quá quan tâm tới tiền bạc và là mẫu người có tinh thần tự lập cao. Họ luôn biết trân trọng những gì đã đạt được để biết vươn lên qua khó khăn và cuộc sống. Kỷ Dậu có vận may về tài chính. Họ thường không để tất cả trứng vào một giỏ nên cũng không phải rơi vào trạng thái trắng tay. Họ giỏi trong việc kiếm tiền và cũng không ngần ngại chi tiêu chúng. Thậm chí tuổi Kỷ Dậu còn chi tiêu một cách hoang phí. Chả bao giờ những người này tiết kiệm được tiền của. Bởi vậy, dù tài chính rất mạnh, nhưng người tuổi Dậu vẫn thường xuyên trong tình trạng rỗng túi. Tiếp theo hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian của tháng 8 âm lịch. Theo lịch vạn niên, tiết bạch lộ bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 23 tháng 9 dương lịch hàng năm, tức là khoảng tháng 8 âm lịch.
Ngày đầu tiên diễn ra tiết khí này được gọi là ngày bạch lộ. Bạch lộ là thời điểm có độ chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn nhất trong năm. Mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết. Bước vào tiết bạch lộ, trời đất bắt đầu xuất hiện sương mù, những hạt hơi nước, những hạt móc ngưng tụ vào ban đêm và sáng sớm. Sáng và đêm nhiệt độ giảm nhanh, khiến hơi nước ngưng tụ kết thành sương, đọng trên cỏ cây, nhà cửa, còn ban ngày vẫn có nắng nóng, thời tiết ấm áp. Sau tiết bạch lộ là tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm ứng với quẻ phong địa quán. Quẻ này có hai hào dương ở trên, bốn hào âm ở dưới. Hào dương tượng trưng cho quân tử, các bậc lão thành. Hào âm tượng trưng cho tầng lớp thấp, người trẻ tuổi, người trên nêu gương mẫu mực cho kẻ dưới noi theo. Ấy là một điều tốt. Hơn nữa, quẻ thượng là quẻ phong, quẻ hạ là quẻ địa. Gió thổi trên mặt đất là tượng của đạo đức, lẽ phải, mẫu mực, nghĩa nhân, được lan truyền mọi nơi. Quẻ này là một quẻ cát lợi. Tuy nhiên khí âm rất thịnh, nên sau tiết bạch lộ nhiều người cần đề phòng bệnh tật các chứng nhiễm lạnh, cảm phong hàn. Tiết bạch lộ rơi vào tháng 8 âm lịch là tháng Dậu, tháng mùa thu có kim khí cực dượng, nên những người sinh tháng này, trời phú cho khí chất cứng cỏi, kiên cường, quả quyết dứt khoát, ý nghĩa thông minh và đoan chính, nhiều người có dung mạo tú lệ, khôi dĩ và tuấn tú. Đối với những người có đặc điểm mệnh lý khuyết kim, khí cần có kim bổ trợ để cân bằng ngũ hành trong tứ trụ, vì đây là khoảng thời gian dưỡng dận, nhờ được bổ kim, nên họ sẽ có ổn định về sức khỏe, vững vàng về tâm lý, trí tuệ thông thái, mẫn tiệp, hành động quyết đoán, sự nghiệp thuận lợi, công danh tài lộc đều có thu hoạch tốt. Tâm tình đối với con người đặc biệt quan trọng, vì lẽ đó mà tiết bạch lộ là thời điểm tu tâm dưỡng tính cực kỳ thuận lợi. Nhà Phật cho rằng, dưỡng sinh trong tiết bạch lộ chính là nuôi dưỡng tinh thần, từ đó cải thiện sức khỏe. Mùa thu thường khiến tâm trạng của con người ta buồn rầu. Thế nhưng đây cũng là mùa thu hoạch, cảnh sắc lãng mạn khi tới mùa thay lá trong sắc vàng thu, cần hướng tới thưởng thức phong vị mùa thu hơn là suy nghĩ. Đông tàn thì tâm tính ôn hòa, thu lại thần khí, nên duy trì thái độ tích cực là cơ sở để chiến thắng tâm lý bi quan. Đồng thời vấn đề ẩm thực, rèn luyện cần chú trọng hơn thì hiệu quả dưỡng sinh sẽ cao hơn. Trong những ngày thu của tiết bạch lộ, hãy tích cực cho ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào nhà, có thể tăng cường tinh thần tích cực, tiêu trừ cảm giác hậm hực, ngột ngạt u buồn. Khi tâm tình buồn lo, hãy nhấp một chút cà phê hoặc trà nóng, ăn chuối tiêu, bạc hà để hưng phấn hệ thần kinh, xua tan cảm giác đau lòng. Mùa thu cũng là thời điểm âm thịnh dương suy, cơ thể cần được cung cấp chất dinh dưỡng từ các loại thịt, đậu, đồ ngọt cũng có tác dụng làm tăng lượng đường trong máu, kích thích sức sống giảm bớt u buồn. Ngoài ra vitamin B cũng có thể điều tiết tinh thần, thường xuyên ra ngoài tận hưởng không khí trong lành thoáng đãng cũng là cách dưỡng sinh phù hợp trong tiết bạch lộ. Các hoạt động như tản bộ, chạy bộ, chơi thể thao, tập thể dục không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp tinh thần phấn chấn, sung mãn, giải phóng năng lượng, thả lỏng tinh thần, nghe các bản nhạc thiền hoặc nhạc du dương có tác dụng an tâm, tỉnh thần, hun đúc tình cảm tích cực trong con người. Thời điểm buồn bực hãy thả lỏng và nghe một khúc nhạc tự nhiên, bao nhiêu tiêu cực sẽ bay đi hết, tâm hồn lắng lại bình an hơn. Đây cũng là một cách dưỡng sinh trong tiết bạch lộ rất tốt. Dựa theo góc độ dưỡng sinh trong tiết bạch lộ, qua tiết bạch lộ thì táo khí sẽ dần thịnh lên, táo sẽ tổn thương phổi. Lúc này nên ăn nhiều thức ăn tư âm nhuận phế như lê, nhãn, hoa bách hợp, mía ngọt, khoai sọ, củ cải trắng, nấm tuyết. Ngoài ra, vào tiết bạch lộ cũng thích hợp ăn cháo, nấu cháo hay gạo nếp với các nguyên liệu có thể kiện tỳ dị, bổ trung khí, phòng thu táo. Các món như hạt sen hầm với hoa bách hợp, súp nấm tuyết cầu kỳ hạt sen táo tàu, cháo củ ấu với nhân ý dĩ, vân vân đều rất thích hợp. Vậy tử vi tuổi Kỷ Dậu trong tháng 8 âm lịch biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao? Mời quý anh chị cùng Minh Đường tử vi luận giải ngay sau đây. Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp, tuổi Kỷ Dậu, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tháng 8 âm lịch này của người tuổi Kỷ Dậu có tốt có xấu, những yếu tố xấu vẫn chiếm đa số. Vì thế mà bản mệnh cần hết sức tập trung cho công việc, chú ý điều hòa các mối quan hệ, nếu không muốn mình vướng vào chuyện mâu thuẫn, thị phi. Bản mệnh nên cố gắng giải quyết bất đồng một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng, chớ nên nâng cao quan điểm của bản thân, hạ thấp ý kiến của người khác,
khiến buổi trao đổi trở nên căng thẳng không cần thiết. Có kẻ tiểu nhân xuất hiện, bạn nên giữ đầu óc tỉnh táo để có cách giải quyết phù hợp, bởi không phải lúc nào cũng làm lớn mọi chuyện là ý hay. Nhiều lúc con giáp có tài nhưng không gặp thời, nên cần phải lặng lẽ, cố gắng và dùng thực tế để chứng minh năng lực của bản thân mình. Kết quả cuối cùng cũng sẽ khiến mọi người nhận ra ai đúng, ai sai. Đặc biệt, bạn không nên ngây thơ tin theo lời của những kẻ mình không thực sự hiểu rõ, càng là người tỏ ý thân thiết với mình thì càng phải cẩn trọng hơn. Có thể kẻ xấu số đang cố tình làm lơi lỏng phòng bị của bạn, khiến bạn trở nên lơ là, mắc lỗi. Nguyệt lệnh lâm tử cho thấy bạn sẽ có những suy nghĩ bi quan, tiêu cực khi nhận ra mọi chuyện không phát triển theo định hướng mà mình mong muốn. Con giáp này cần liên tục nhắc nhở mình tiếp tục tiến lên, không nên vội vàng đầu hàng nghịch cảnh trong trường hợp không tự giải quyết được vấn đề. Bạn cũng hoàn toàn có thể trao đổi được với người đáng tin cậy và giàu kinh nghiệm hơn mình. Bạn sẽ nhanh chóng tìm ra định hướng đúng đắn để khắc phục khó khăn. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Kỷ Dậu, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Phương diện tài lộc của người tuổi Kỷ Dậu chưa có những bước tiến đáng kể vào thời điểm này. Thậm chí việc không bị lừa gạt gây hao tốn tiền của đã là may mắn lắm rồi. Vì thế, con giáp này cần phải hết sức cẩn thận trước khi đưa ra quyết định đầu tư mua sắm, chớ cả tin để kẻ xấu lừa gạt, gây hao tốn tiền của mà không đạt được lợi ích gì. Bạn vốn rất thông minh, có cái nhìn tinh tế và chuẩn xác trong công việc. Vì thế nếu thấy cơ hội thì nên nhanh chóng nắm bắt, không nên e dè, tự đánh giá thấp khả năng của mình. Thái dương cát tinh phù trợ, giúp nam mệnh gặp nhiều may mắn hơn nữ mệnh. Quý nhân có thể xuất hiện giúp bạn ít nhiều giải quyết được những khó khăn trước mắt. Bạn nên học hỏi những người xung quanh nhiều hơn, đồng thời chủ động tích cực hơn khi giải quyết vấn đề. Tin rằng bạn sẽ gặt hái được nhiều kinh nghiệm quý giá. Tháng này dù chưa đạt được mục đích mà mình đặt ra, tiền vào trong túi cũng không dư giả, nhưng bạn chớ nên vì thế mà buồn rầu, thất vọng hay ủ rũ. Hãy giữ niềm tin vào tương lai và luôn có một trạng thái tâm lý tích cực. Bởi biết đâu tinh thần lạc quan của bạn sẽ ghi điểm trong mắt một quý nhân nào đó thì sao? Lúc ấy bạn hẳn sẽ được giới thiệu cho nhiều kinh nghiệm quý báu lắm. Với người làm đầu tư kinh doanh, có thể bạn sẽ phải tốn nhiều thời gian xử lý không ít biến cố trong tháng 8 này. Có những biến cố cần phải tốn kém tiền bạc mới có thể giải quyết được. Bạn cũng thường xuyên phải vất vả bôn ba trong công việc hòa giải mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp hoặc chịu sự cạnh tranh khốc liệt của đối thủ, song kết quả thì chưa chắc đã được như ý muốn. Tuy nhiên, bạn cũng chớ vội vàng nản lòng hay bỏ cuộc. Có thể mời bạn phải chờ một thời gian nữa mới nhận thấy những công sức của mình bỏ ra trước đó là không hề uổng phí. Với người làm công ăn lương, bạn cần cố gắng tập trung làm tốt nhiệm vụ được phân công, chớ nên phân tán sự chú ý, gây ra những lỗi lầm đáng tiếc. Nếu mắc vài lỗi sai, nhẹ thì bị khiển trách, phạt tiền, nặng thì gây ra phiền phức cho tập thể, khiến mọi người có cái nhìn không tốt về bạn. Nguyệt lệnh lâm tử khuyên bạn không nên lẳng lặng quyết định mọi chuyện một mình để hạn chế những sai sót có thể xảy đến. Bên cạnh việc cẩn thận cân nhắc, bạn cũng nên trao đổi với lãnh đạo hoặc với những người mình thực sự tin tưởng. Việc trao đổi ý kiến có thể giúp bạn mở ra một lối đi mới, hứa hẹn hơn ở tương lai. Xét về phương diện tình cảm gia đạo, tuổi Kỷ Dậu, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Đường tình duyên của người tuổi Kỷ Dậu độc thân có dấu hiệu phát triển rực rỡ ở thời điểm này. Bạn hoàn toàn có thể tìm được một người phù hợp với tiêu chí mà mình đặt ra từ trước. Hai người nhanh chóng tiến tới một mối quan hệ gần gũi hơn. Thái dương cát tinh cho thấy ngoại hình nổi bật và phong cách ấn tượng sẽ giúp bạn dễ dàng thu hút được ánh mắt của nhiều người khác giới. Đi đến đâu, bạn cũng có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý. Vì vậy việc bạn nhận được nhiều lời ngỏ ý làm quen, kết bạn là không thể thiếu. Tuy nhiên, bạn chớ nên vì sự cô đơn hoặc quá dễ dãi phát triển mối quan hệ với tất cả mọi người. Hãy chỉ dành thời gian cho những người thực sự nghiêm túc với chính mình, như vậy thì bạn mới tránh được nhiều rắc rối và tổn thương tình cảm trong tương lai. Đáng tiếc là người đã lập gia đình lại không thể may mắn được như vậy, thiên diêu và thái dương cùng chiếu mệnh khiến bạn trở nên quá nổi bật. Dù đã có vợ có chồng, nhưng vẫn không ngừng nhận được lời làm quen của người khác phái. Bản mệnh cần chú ý giữ mình trong những mối quan hệ xã giao, tránh để lời ra tiếng vào gây ảnh hưởng tới uy tín của bản thân và hạnh phúc của gia đình mình. Hãy biến những mối quan hệ ấy thành bạn bè,
đối tác, khách hàng, giúp công việc phát triển thêm phần thuận lợi trong tương lai. Cuối cùng là phương diện sức khỏe, tuổi Kỷ Dậu, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Trước nhiều ảnh hưởng tiêu cực của sự nghiệp và tài lộc, thì sức khỏe của người tuổi Kỷ Dậu cũng khó mà lạc quan. Nguyệt lệnh Lâm Tử cho thấy, bạn thường phải làm việc vất vả, lại thêm suy nghĩ, lo lắng quá nhiều, nên cơ thể có thể dễ ở vào trạng thái mệt mỏi, sức khỏe suy giảm, dễ mắc các bệnh vặt. Dù nhiều rắc rối có thể xảy đến, bạn cũng không nên suy nghĩ tiêu cực, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình. Bạn nên học cách nhìn nhận vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau, nhìn ra mặt tốt của sự việc để có thể lạc quan hơn, không đầu hàng trước những khó khăn. Bên cạnh ấy, dù công việc có bận rộn tới đâu, bạn cũng nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức lực, đừng bắt cơ thể làm việc quá độ, khiến mệt mỏi kéo dài hoặc bệnh tật trở nặng. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau. Vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 8 âm lịch, để mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu có những kế hoạch phát triển cho mình. Đầu tiên là Tử Vi tuần 1, tuổi Kỷ Dậu, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Xem Tử Vi tuần mới, tuổi Kỷ Dậu gặp khá nhiều điều không may, có thể là gia dấp tai nạn gia chạm với người khác, hoặc bị người khác tranh công cướp việc. Có tiểu nhân chơi xấu, vận trình không thuận lợi, nên bạn cảm thấy rất uể oải, mất tinh thần, buồn bã suốt từ đầu tuần. Công việc khó chịu, có thất sát nên tính tình không được bình tĩnh, hay mắc sai lầm, nếu gặp sếp khó tính thường xuyên bị la mắng. Tuy nhiên, bạn cũng có ưu điểm riêng là mạnh mẽ, xông xáo, dám nhận những công việc khó và không nề hà. Điểm này sẽ được ghi nhận và gây ấn tượng khá tốt. Tình duyên có chút trục trặc, thực thần lắm lời đưa chuyện, khiến cho mối quan hệ tự dưng mâu thuẫn. Bạn và người ấy vì tác động bên ngoài mà hiểu nhầm lẫn nhau, không có được tiếng nói chung. Hai bên nên đối thoại trực tiếp thay vì nghe ngóng bên ngoài, thẳng thắn đối diện với nhau thì hơn. Sức khỏe tuy không tốt lắm nhưng bạn cũng không mắc phải bệnh nặng, chủ yếu là công việc bận rộn nên thân thể hơi suy nhược, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, cho mình có thêm thời gian thư giãn để thân thể được thả lỏng, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình. Có sức khỏe thì hiệu quả công việc cũng sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Tử Vi tuần 2, tuổi Kỷ Dậu, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tuần này, người tuổi Kỷ Dậu có tiểu hao, mất tiền mất của là một khoản tương đối khá, nhưng bạn cũng cẩn thận, lại gặp ít nhiều may mắn, nên có lẽ sẽ giảm bớt được ôn họa, tránh mua sắm, ký kết hợp đồng, mua bán đồ vật có giá trị, hay săn nhượng tài sản và thời gian này. Theo luận giải tử vi từ bản mệnh, công việc ổn định, sự nghiệp là phương tiện tốt nhất của bạn trong tuần này. Ngoài việc đi làm thì bạn còn biết cách mở rộng mối quan hệ xã giao và tạo được nhiều sự tin yêu với đồng nghiệp. Đây là động thái tốt, giúp bạn tuổi Kỷ Dậu có một cuộc sống công sở dễ chịu và có cơ hội thăng tiến. Nhưng về nhà thì bao nhiêu chuyện không vui tấn công bạn ngay, người thân bất hòa, bạn ở giữa chịu trận, hòa giải khuyên can đều không có tác dụng, tình cảm riêng thì đi vào ngõ cụt, hai người không tìm được tiếng nói chung. Có rất nhiều chuyện bạn chỉ giữ trong lòng, khuyên bạn nên có cái nhìn thoáng hơn và cái đầu lạnh, bạn không nên ôm đồm nhiều việc cùng một lúc. Càng không thể căng mình ra chạy đông chạy tây được, chuyện gì rồi cũng sẽ có phương án, bình tĩnh xử lý từng việc một sẽ hiệu quả hơn. Quý nhân thực thần vẫn ngầm giúp đỡ, đừng quá lo lắng. Tử Vi tuần 3, tuổi Kỷ Dậu, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Xem Tử Vi tuần mới cho người tuổi Kỷ Dậu có thể thấy, các hung tương đối cân bằng, bạn phải đón nhận nhiều đả kích, nhưng cũng có vận may khá ổn, xem như là trải nghiệm thôi, chứ không quá xấu đâu. Cả công việc lẫn tình cảm đều có điểm đáng mừng, khởi sắc rõ rệt. Về sự nghiệp, bạn không thể đòi hỏi sự đột phá lớn, nhưng từ từ phát triển, tăng tiến dần dần từng bước một, bản mệnh phải kiên nhẫn. Bạn nhận được nhiều sự trợ giúp từ những người xung quanh, trên tinh thần cùng nhau giúp đỡ để học hỏi và tiến bộ, không ai cạnh tranh hay chơi xấu ai. Tình cảm thăng hoa, nếu cặp đôi nào tính tới chuyện kết hôn, thì đây là thời điểm thuận lợi, thiên hỷ các tinh chúc phúc, một đám cưới như mơ. Các khâu chuẩn bị đều tiến hành suôn sẻ, mà bạn không phải quá tất bật, bận rộn, cứ sẵn sàng cho cuộc sống mới mẻ, ngọt ngào đi thôi. Nhưng về tài lộc,
Cẩn thận kiếp tài có họa về tiền, vì tiền mà tranh cãi, vì tiền mà xung đột, thậm chí còn tổn hại tới sức khỏe, bạn không thể quá quan tâm, tham lam. Việc gì bỏ được thì nên bỏ, việc gì giải quyết được bằng tiền thì nên giải quyết. Tiền có thể kiếm lại được, nhưng sự thanh thản và thân thể thì không thể hồi phục lại được đâu. Cuối cùng là tử vi tuần 4, tuổi Kỷ Dậu, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuần cuối cùng của tháng, người tuổi Kỷ Dậu nghênh đón thái âm các tinh hỗ trợ. Những công việc có tính chất mềm dẻo, linh hoạt và khéo léo, đặc biệt có lợi cho nữ mệnh, phụ nữ lớn tuổi trong gia đình. Bạn nương nhờ quý nhân là nữ giới sẽ được trợ giúp tận tình, tới nơi tới chốn mà không hề gặp chút phiền não nào. Nhưng vì thương quan đến cửa nên sự nghiệp sóng gió, chủ yếu tới từ những lời đàm tiếu, những kẻ nói xấu sau lưng mà thôi. Quan trọng hơn cả là bản mệnh phải giữ thái độ đúng mực, không để kẻ đó có gì mới móc. Ngoài ra chủ động đối diện với vấn đề, không né tránh, cũng không sợ hãi. Đừng tình cảm của người tuổi này cho thấy tuần này có một chút rắc rối. Người thích mình thì mình không thích, người không thích mình thì lại cứ cố gắng đeo đuổi. Bạn không khống chế được con tim, nhưng hoàn toàn có thể làm chủ được lý trí, mạnh mẽ lên. Con đường phía trước còn rất dài, không thể dí chưa có duyên với người này mà bỏ lỡ người tốt đẹp hơn. Tài chính ổn định nhưng bạn vẫn chưa thực sự thỏa mãn. Nhưng đầu tư trong hôm nay không phải lựa chọn tốt nhất. Bản mệnh cần phải tìm kiếm một công việc làm thêm, nghề phục thì tốt hơn, là mang tiền đổ vào các thương vụ có rất nhiều rủi ro. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.